chiến sự ngày mùng 2 tháng 6, tổng thống Ukraina gây sức ép với phương Tây tại hội nghị Moldova. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày mùng 1 tháng 6 cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo các nước tham dự hội nghị ở Moldova liên quan vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu giúp Kyiv đẩy lùi lực lượng Nga. Ông Zelensky phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo sau hội nghị quy tụ hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova, dù không nói cụ thể hơn, theo Reuters. Nhà lãnh đạo từ lâu đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine song yêu cầu này đến nay vẫn chưa được đáp ứng do phương Tây lo sợ phản ứng từ nga. Trước đó tại hội nghị, tổng thống Ukraine đã yêu cầu các thành viên NATO đưa ra quyết định rõ ràng về việc có kết nạp Ukraine hay không, cũng như tái kêu gọi phương Tây gửi hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời Ukraine. Năm nay là năm dành cho các quyết định và mùa hè này ở Vilnius, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, cần có lời mời rõ ràng gửi cho Ukraine từ các thành viên và cần có sự đảm bảo an ninh trên đường trở thành thành viên NATO, ông Zelensky nói đề cập đến hội nghị lãnh đạo NATO ở thủ đô Lít, Uania vào giữa tháng 7. Các thành viên NATO hiện đang cho thấy lập trường khác biệt rõ ràng đối với việc thúc đẩy quá trình kết nạp Ukraine vào liên minh, trong đó, một số nước lo ngại rằng một động thái vội vàng có thể đưa liên minh đến gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Trong khi đó, thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan, nước đi đầu ủng hộ Ukraine, cho biết trong một cuộc họp báo rằng Qua so sẽ giúp Kyiv đào tạo phi công chiến đấu cơ F-16, nhưng Qua so có quá ít khẩu đội Patriot để cung cấp cho Kyiv.